Chào các bạn nhé, đây chính là cây hu đen. Hu đen nó khác với cây hu đay các bạn nhé. Có một số bạn nhầm lẫn giữa cây hu đen và hu đay. Thì mình thấy người ta nói là nói cây hu đay nhưng lại đem hình ảnh cây hu đen vào thì không phải đâu nhé. Về tác dụng thì cả hai cây này đều có tác dụng gần tương tự như nhau thôi. Nhưng dù sao cũng là hai cây cho nên mình quay cả hai cây lên để các bạn dễ dàng phân biệt nhé. Cũng có một số cây giống cây hu cho nên các bạn cần chú ý nhé. Lát nữa mình sẽ quay cả cây hu đay để các bạn xem. Bây giờ quay cây hu đen để các bạn xem này. Cây hu đen hay còn gọi là hu lá to. Lông có rất là nhiều lông ngắn tập trung nhiều ở phía ngọn. Lá thì có viền răng cưa. Lá to rộng tầm 4 đến 5 cm. Dài 8 đến 10 cm, nó cũng tùy lá to lá nhỏ thôi. Đuôi lá nhọn. Đây các bạn xem ngọn khá là nhiều lông. Cây hu. Còn cây hu đay kia thì lá nó nhỏ hơn so với cây hu lá to này và nhìn giống với lá rau đay hơn. Đây còn đây là cây hu đay, hu lá nhỏ thấy chưa? Còn cây ban nãy là cây hu đen, hu lá to nhé. Còn cây hu lá nhỏ này nhìn giống lá gần giống với lá cây rau đay. Giống với rau đay nhiều hơn. Đấy quả đây này. Bây giờ mình sẽ lấy hai loại để so sánh. Mình sẽ lấy cả hai cây đặt cạnh nhau luôn. Để các bạn nhận dạng ra mà dễ tìm kiếm nhé. Đây, mình lấy ra đây quay cho nó rõ ràng hơn. Hai cây này thì khi đặt cạnh nhau nó cũng có những khác biệt nhất định. Tuy nhiên thì hai cây đều là cùng họ với nhau và cùng mang tên là cây hu. Có những đặc điểm khá là giống nhau. Nhưng các bạn nhớ đây là cây hu đay. Đặc điểm của nó là giống y như cây rau đay của mình. Nhưng nó lại là cây gỗ trên rừng, một loại cây gỗ nhỏ. Thân cây của nó có thể cao tầm 2-3 mét, đôi khi có những cây cao đến 4-5 mét và to bằng cổ tay hoặc là có những cây to bằng bắp tay. Còn đây là cây hu đen hay còn gọi là hu lá to. Hu này là một loại cây thân gỗ lớn, có những cây nó to như cột nhà. Và bình thường ấy thì các bạn sẽ gặp những cây nó to đường kính tầm 10 cm, từ 5 đến 10 cm xuất hiện rất là nhiều. Và cao tầm từ 4 đến 7 mét xuất hiện rất là nhiều. Đây, quả của nó đây. Hai loại này đều có quả khá là giống nhau. Đây, quả đều rất là giống nhau nhé. Đây này. Đây, quả của cây hu này. Cây hu đay này. Khi chín thì có màu đỏ. Đây, quả khá là nhỏ. Cành của nó cũng nổi lên các cái nốt li ti. Đấy các bạn có thể thấy các cái nốt chấm màu hơi trắng trắng nhỏ li ti ở phần cành của nó. À còn cái cây hu này thì không có những vết trắng đâu và nhiều lông hơn, lá nó to và nhiều lông hơn. Còn cái này thì lá nó nhẵn thôi. Đây xem phần ngọn non nó này. Đấy. Phần ngọn non của nó thì có lông rất là ngắn. Nhưng mà khi mà cành nó già đi một chút rồi thì nó sẽ không còn lông nữa. Đấy. Còn như cây này thì lông của nó nhiều và dài hơn. Cầm vào cũng cảm giác thấy ngay lông nó này. Con này cầm vào không thấy đâu. Đây chính là đặc điểm của cây hu. Thì những cây hu này thì thường mọc ở ven đường đi, ở các cái nương cũ mà người ta bỏ rồi ấy, ven rừng đều thấy xuất hiện nó, ở các đất đồi nơi mà có độ ẩm vừa phải, ánh sáng cao hoặc là vừa phải, hoặc là ở các cái khu rừng có độ dốc cao mà nó mới bị sạt lở xong ấy, thì cây này nó sẽ mọc ở đấy.
À, bộ phận sử dụng để làm thuốc chính là rễ và lá của cây hu đen, hay còn gọi là hu lá to. Về tính vị và tác dụng thì cây hu đen có vị chát tính bình, có tác dụng thu liễm, cầm máu, tán ứ, tiêu thũng. Cây có thể cho gỗ và cho sợi để dùng làm giấy và bông nhân tạo. Chồi non, ngọn non thì có thể ăn được. Khi ăn thì cần vò thật kỹ cho bớt nháp, thái nhỏ, xào hay là nấu canh ăn được như rau đay. Cây hu đay được dùng để chữa ngoại thương, xuất huyết, đòn ngã, đau bằng cách là dùng rễ hoặc là lá giã nát để đắp vào chỗ bị thương. Đây chính là những tác dụng của cây hu đen hay còn gọi là hu lá to. Và bây giờ mình sẽ nói về cây hu đay hay còn gọi là hu lá nhỏ. Thì cây hu đay và cây hu đen, hai cây này đều có những bài thuốc và tác dụng tương tự như nhau, cho nên các bạn có thể sử dụng thay thế cho nhau được nhé. Bây giờ chính là cây hu lá nhỏ. Còn về bộ phận để sử dụng làm thuốc chính là vỏ của cây hu đay, rễ và lá. Cây hu đay có những tính vị như sau: rễ và lá cây hu có tác dụng là thanh lương, chỉ thống, chỉ huyết. Cây hu đay thì thường được dùng để chữa các vết thương. Vì trong cây hu đay có tannin có tác dụng làm săn se, giảm đau và chống nhiễm khuẩn. Việc điều trị bằng cây hu đay: vết thương khô, chóng se, không rỉ dịch, thuốc lại tạo được màng bảo vệ, làm cho vết thương khỏi nhiễm khuẩn, sạch và chóng lành. Người ta dùng dưới dạng cao. Cách làm như sau: chọn cây to, bóc lấy 10 kg vỏ tươi, cạo sạch lớp bẩn, chặt nhỏ, cho vào nồi đổ nước cho ngập dược liệu, đun sôi từ 5 cho đến 6 giờ. Chú ý luôn để mức nước xâm xấp dược liệu. Chắt lấy nước đầu, tiếp tục thêm nước, đun trong 3 giờ, chắt lấy nước thứ hai, trộn nước cả 2 lần lại, cô đến khi dung dịch sánh đặc thành cao là được. Khi dùng thì lấy cao bôi một lớp mỏng lên vết thương. Sau 5 đến 10 phút, cao khô thành màng, không cần băng. Ngày làm 1 lần. Điều trị bằng cao hu đay thì vết thương khô, chóng se, không rỉ dịch. Thuốc lại tạo được màng bảo vệ, làm cho vết thương khỏi nhiễm khuẩn, sạch và chóng lành. Còn ở Trung Quốc thì rễ và lá được dùng để chữa vết thương, đòn ngã, chảy máu. Ở Campuchia thì người ta dùng lá non của cây hu đay để làm rau ăn. Trên đây chính là những thông tin về hai loại cây hu đen và cây hu đay, hay còn gọi là hu lá to và hu lá nhỏ. Thì hai cây này là đều cùng họ với nhau và những tác dụng tương tự như nhau, cho nên có thể dùng thay thế cho nhau được. Nếu các bạn biết được thêm thông tin gì về hai loại cây hu này thì các bạn hãy để lại bình luận ngay bên dưới video này.